Nhưng mà trước tiên mình tìm 26 cái chữ cái khó thạch thì mình sẽ làm một cái mini game mọi người, mình sẽ tặng cho bốn bạn may mắn bình luận ở trong video này nhá. Bốn bạn may mắn thì mình sẽ tặng cho các bạn ấy cây cuốc sa ba bam ba si ba này nha mọi người. Ok thì còn bây giờ thì chẳng chờ gì nữa, vô video tìm 26 miếng hố thạch thôi. Các bạn quên gì rồi đúng không? Đúng vậy, do các bạn quên ấn nút subscribe và cái chuông bên cạnh nên hiện tại chỉ có 0% người đăng ký kênh mình thôi. Vậy nên hãy ấn nút subscribe thôi nào. Okay. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tìm 26 cái chữ cái của cái tìm chữ thường hình tượng cổ đại này nha mọi người. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm 26 cái chữ cái hình tượng cổ đại nha mọi người ơi. Ok thì cái hình tượng đầu tiên thì nó sẽ ở trong khu vực nhà ma nha mọi người ơi. Đấy, mọi người đi theo mình nha mọi người. Rồi, mọi người đi vô ngay cái chỗ hộp sọ này nè mọi người ơi. Đấy, mọi người sẽ phát hiện ra một cái hóa thạch này mọi người. Đấy, mọi người sẽ lượm cho mình nha. Rồi, ok, mình đã tìm được một cái hóa thạch đầu tiên. Wow, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang bên này nha mọi người. Ở bên này nó cũng có nè mọi người ạ. Đây, bên này nó cũng có một cái nha. Đâu rồi ta? À, đây, 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 đây. Ui, trời ơi, hai cái rồi mọi người ơi. Đó, rất là chi là dễ đó mọi người. Trời ơi, mà công nhận là mấy hình cô đại này nhìn độc lạ thiệt đó mọi người. Ok. Cái tiếp theo mọi người về khu vực hầm thao cho mình nha. Đấy, cái tiếp theo ở trong khu vực hầm thao nha mọi người. Thì cái chỗ này cũng khá là bí ẩn nha các bạn ơi. Đấy, ngay cái chỗ mà rất là ít người tỏ luôn mọi người ơi. Ok, sau khi vô công binh nè, à lộn, sau khi vô cái khu vực hầm thao nè, mọi người dùng chiếc xe cho mình. Đấy, mọi người chạy mọi người chạy cho mình đi theo mình nha. Đây, mọi người chạy qua lên cái đường trên này nè mọi người ơi. Đấy, mọi người sẽ thấy một cái hàng xe đạp đúng không các bạn? Đấy. Thì mọi người sẽ phát hiện ra một cái hóa thạch. Nó sẽ bị dính ở trong cái chỗ này nha mọi người. Đâu rồi? Đâu ta? À đây 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 đây, trời ơi, nó ở đây nè, trời. Đây nè mọi người, trời ơi, ok, thế là mình đã tìm được là ba cái cục hóa thạch rồi. Đó, ba tụ chữ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tới chữ thứ tư nha các bạn ơi. Thì chữ thứ tư thì nó sẽ ở trong khu cục cam binh nha mọi người. Ấy mọi người vô khu cam binh cho mình nhé. Rồi, thì sau khi mọi người vô trong này nha, thì hiện tại là mọi người sẽ đi vòng qua bên đây này. Đó, mọi người sẽ thấy cái cục chữ hóa thạch đã bị ẩn giấu trong này mọi người. Đó, mọi người bấm vô tìm. Rồi, ok. Đấy, thì mình đã tìm được bốn chữ rồi mọi người. Thì cái chữ tiếp theo mọi người sẽ sử dụng chiếc xe cho mình nha. Đấy, mọi người chạy lên cái chỗ gọi là cái ông gọi là ông NPC phù thủy ghép bé đấy các bạn ơi. Ok thì mình sẽ lên, bây giờ mình sẽ lên trên trỏ nha mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ lên trỏ nha. Đấy, cái chữ nó hơi bị bí ẩn, hơi bị nhỏ lắm mọi người, bởi vì cái chữ nó khá là nhỏ cho nên mọi người phải làm mọi người phải làm theo giống như trong video cơ. Đấy, mọi người phải tìm được, nó cũng khá là khó đấy. Cũng khá là khó nhìn nè mọi người ạ. Rồi, không biết các bạn nào đã tìm được hết chữ chưa? Ok đây đây đây. Bây giờ khu cái này nha. Thì sau khi vô khu này thì mọi người sẽ vào cái khu vực kệ sách đâu rồi ta? À đây đây đây, kệ sách đây mọi người. Thì sau khi mọi người lại chỗ kệ sách này thì mọi người sẽ thấy cho mình là cái chữ cái. Cái chữ này là cái chữ H hay là cái chữ gì đây, nói chung mình cũng không nhìn ra cái chữ gì luôn. Đấy. Rồi. Đấy, ok. Và bây giờ thì mình đã tìm được 5 chữ rồi đúng không mọi người? Thì chữ tiếp theo mọi người đi vô trong khu trung tâm nha các bạn ơi. Đấy, trong khu trung tâm nha. Trung tâm rất là nhiều chữ lắm mọi người. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đây nè mọi người. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Nó thật đâu ta? Ok, sau khi mọi người vô khu trung tâm nè, mọi người sẽ đi vòng quanh cái thác nước này mọi người ơi. Và mọi người sẽ phát hiện ra một cái chữ đây. Ngay cái chỗ này, ngay cái chữ bờ luôn mọi người ơi. Trời ơi. Ok, chữ bờ mọi người ạ. Rồi thì mình đã tìm được bao nhiêu chữ mình cũng chả nhớ nữa. Nói chung là mình đã tìm được đâu đó gần 6-7 chữ nha. Và cái chữ tiếp theo. Cái chữ tiếp theo mọi người phải đi theo mình luôn. Đấy, mọi người cứ theo mọi người đi theo mình nha. Trời ơi, nó xịn thật sự đấy. Ok, mọi người theo mọi người đi qua bên đây nè. Đấy, mọi người đi sau cái khu bệnh viện này các bạn ạ. Thì mọi người sẽ vào cái chỗ gọi là bạch đá đây. Mọi người sẽ phát hiện cho mình một cái gọi là cái chữ đây. Đây, chữ này là chữ gì ta? Đây, chữ này là chữ gì mình cũng không nhìn ra cái chữ gì luôn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tới cái chữ tiếp theo nha các bạn ơi. Thì chữ tiếp theo mọi người sẽ chạy sang cái khu gọi là khu vực khách sạn nha mọi người. Đấy, khu vực hotel nha mọi người ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy sang mình tìm nha mọi người ơi. Ok, mình sẽ chạy lên khu vực hotel nha. Hotel chưa? Hotel nó bên này cơ. Trời ơi, tìm mệt thật sự luôn đấy mọi người. Công nhận là mình trước gì nói chung mình đi tìm chữ trước cho mọi người ạ. À, bạn nào mà xem video mình sớm nhất thì mình nghĩ là mình các bạn ấy để tìm hết chữ rồi mọi người. Ok, phải đợi coi thử coi. À đây 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 đây, trời ơi, ngay cái thác nước nè. Đó. Rồi, tìm được một cái chữ mà là một cái hình tượng gì đó mình cũng chả nhìn ra nữa các bạn ơi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tới cái chữ theo nha. Cái chữ tiếp theo nó sẽ ở khu này nha mọi người. Nó sẽ ở khu sâu khu vực hotel này luôn nha. Mọi người đi sang cho mình nha. Mọi người đi xem bên đây. Đấy, mọi người đi xem bên đây nè. Đấy, mọi người đi vô khu vực đây nè mọi người ơi. Và mọi người sẽ phát hiện cho mình một cái chữ cái mọi người. À đây đi đi, trời ơi, nó ở đây nè, trời. Trời ơi, trời, cái gì vậy? Sao nhìn tôi lú luôn mọi người, nó ở đây nè. Ok, chữ bờ nha mọi người ơi. Đó, ngay chỗ này nha mọi người, nhớ nha. Trời ơi, mình tìm thật sự là lú luôn, mình nhìn mấy cục đá này mình lú luôn các bạn ơi. Rồi, thì cái chữ tiếp theo mọi người sẽ đi vô khu vực
ở khu vực nào nhỉ? Nói chung mình sẽ đi vào cái những cái khu vực gọi là đây nè mọi người, mọi người đi theo mình nhá. Nói chung mọi người cứ đi theo mình là chắc chắn 100% là các bạn sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ là tìm 26 cái chữ cái hóa thạch nha các bạn ơi. Rồi ok, thì cái chữ tiếp theo mọi người sẽ đi vô khu vực này cho mình nha. Rồi thì sau khi mọi người đi vào khu vực trong này nha, thì mọi người sẽ đi vào chỗ sợ ở trong này không vắng veo chả có bóng người nhờ. Sợ thật đấy, thì mọi người sẽ đi sang sau cái chỗ này nè mọi người. Mọi người đi sang chạy qua sau chỗ này nè. Mọi người cứ đi ra đây. Mọi người nhớ nhìn kỹ mấy cục đá này nha. Nhớ nhìn kỹ nha mọi người, mọi người không nhìn kỹ là mọi người sẽ lú luôn á. Đâu rồi ta? Đây, mọi người nó sẽ ở cái đoạn cuối đây nè mọi người. Nó sẽ ở cái đoạn cuối này nha mọi người, tìm nha mọi người ơi. Ok, đây, đây, nó đây rồi. Ok, thì mình đã phát hiện ra một cái chữ gì đó quẹt, mình không nhìn nó được mọi người. Nói chung là mình đã tìm được cái chữ tiếp theo nha các bạn ơi. Rồi thì sau khi sang ở bên khu trung tâm này thì mọi người chuẩn bị xách xe cho mình nha, mọi người chạy sang cái khu vực bên này nè mọi người. Đấy, mọi người chạy sang khu vực bên này, mọi người đi ra sau đây nè mọi người ơi. Ở bên sau đây chúng ta sẽ phát hiện ra đây cái hóa thạch này ngay đây chỗ nào. Ồ, nó ngay chỗ này mà mình không nhìn ra. Cái này là cái gì ta? Hóa thạch con cá hả? Sao mình nhìn giống con cá hay con mắt ta? Ừ. Trời ơi, ok, thế là mình đã tìm ra được rồi mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái hóa thạch tiếp theo nha. Hóa thạch tiếp theo nó ở khu bên khu bờ La Gia mọi người. Mọi người sang khu bờ La Gia á. Rồi, ok, thì sau khi mọi người sang bên khu vực này thì mọi người sẽ xách cho mình cái xe lên. Đấy, mọi người chạy nhanh ra con biển cho mình nha. Trời ơi, cái biển mình hơi bị lá, các bạn thông cảm cho mình nhá. Ok, không sao, không sao. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nhanh qua bên khu vực này nha mọi người. Đây, nó ở bên ngoài đây lần cơ cho nên nó rất là xa mọi người. Đấy, trời ơi, chiếc xe này, trời ơi, chiếc xe cái ông này ông tránh mình nữa. Trời ơi, đang đi tìm chữ cho mọi người đây, trời ơi. Khổ chưa? Rồi, mọi người sẽ đi xem bên này nha. Đấy, sau khi bên này mình sẽ bật gọi là các phương tiện nào đi cho mình nữa không? Đây. Mình tìm phương tiện đi trên mặt nước đỡ đi cho lẹ bạn ơi. Trời ơi, nhanh lên, nó ở bên khu vực này nè mọi người. Ở bên khu vực đây nè mọi người ơi. Nó kia đâu gần cái thuyền nha các bạn, đỡ mình chạy qua bển nhá. Không biết các bạn xem tới đoạn này các bạn lại bấm like chưa nhờ. Bạn nào mà chưa bấm like thì bấm like đi nhá. Đấy. Ok nha mọi người ơi. Rồi thì sau khi sang bên khu vực này mọi người nhìn kỹ nha mọi người ơi. Mọi người quan sát kỹ nha các bạn ơi, không thâu là mọi người sẽ thấy không tin tưởng đâu. Nó đâu ở trong... đây. Nó ở trong ngay cái bụi này nè mọi người. Trời ơi, một chữ, cái chữ này là chữ gì đây mình cũng chả nhìn ra luôn mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ tới cái chữ gọi là tiếp theo nha mọi người. Thì chữ tiếp theo thì nó sẽ bên đỡ mình về khu vực này nha mọi người ơi. Đỡ mình về lại khu vực tiền cà chơi. Đấy, đỡ mình tele lại khu bờ La Gia trả lẹ mọi người. Đấy. Khu vực tiếp theo mọi người đi vô khu vực trường học cho mình nha. Đấy, mọi người đi vô trường học cho mình nha mọi người ơi. Trời ơi, đây mình sẽ đi vô khu vực trường học nha các bạn ơi. Rồi thì sau khi mọi người đi vô trong khu vực học thì mọi người sẽ chạy ra cái sân gọi là cái sân tập thể dục của cái ông NPC nào mọi người. Đấy, bạn nào mà để ý kỹ cái sự kiện ở trước ấy. Đấy, sự kiện ở trước á thì mọi người sẽ đi ra cái sân sau gặp cái NPC ma. Gặp cái NPC thầy thể dục các bạn ạ. Đấy, mọi người đi ra sau đó cho mình nha. Đấy, thì chữ nó sẽ xuất hiện ở bên sau trong cái kho này nè mọi người. Đấy, trong cái kho này nè nha các bạn ơi. Mọi người nhớ chú ý kỹ nha mọi người. Ok. Rồi, ở trong cuộc này nè mọi người ơi. Ở đâu ta? Đây. Đây nè mọi người. Ok, chúng ta đã tìm được một cái chữ các bạn ạ. Rồi, ok, một cái hình tượng hóa thạch con hổ các bạn ơi. Trời ơi, ghê thật đi. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là tới cái chữ tiếp theo nha mọi người. Rồi thì cái chữ tiếp theo mọi người sẽ đi sang khu vực camping cho mình nha. Đấy, mọi người đi vô camping cho mình nha mọi người ơi. À chà, rồi mình đã vào camping rồi. Thì khu camping này mọi người sẽ chạy ra cái chỗ mấy cái chỗ này nè mọi người nhớ nhiều, mọi người thấy chỗ nào mà có nhiều đá là chỗ đó nghi là có chữ nha. À đây, mình nhìn sơ qua cũng thấy luôn các bạn ơi. Đây, cái chữ còn là hóa thạch có hai chấm thôi. Trời ơi, mình nhìn tưởng một đá thiệt đấy. Ôi thôi, thật sự mọi người, tôi là tin được bỏ qua rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái chữ tiếp theo nha mọi người. Rồi, thì cái chữ tiếp theo mọi người sẽ đi theo mình nha. Đấy, mọi người sẽ đi sang khu vực gọi là khu nghỉ dưỡng cho mình nha các bạn ơi. Rồi, ui giời ơi, ok. Ê. Trời ơi, chờ chút nha mọi người. Mình trước khi mình đi tìm chữ, mình đào đá đã. Mình gặp cục đá này, nó hiếm rare lắm. Đừng có bẻ nha, đế ơi, đừng có bẻ. Trời ơi. Bóc lộn nó, trời ơi, nhanh lên, mong là đập được một hai cục mọi người ơi. Nhanh, trời ơi. Cái gì vậy? Ôi, nhanh lên rồi, mình được một cái bộ xương gì đấy. Ui ghê quá mọi người ơi, rồi. Ok, đập được bao nhiêu cục đây mọi người? May quá, ở đây ít người nè. Ở đây có ba bạn thôi. Rồi, một cái đuôi trội. Công nhận đập cái đá này nó toàn ra mấy cái cục xương không mọi người. Đấy, nhưng mà mấy cục đó là để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ nha các bạn ơi. Đấy, rồi ra đá nè, trời ơi, lần này ra đá bình thường nè. Không biết có khi nào mà ra được cái đá vàng không. Ô, bạn kia ra được cái đá vàng. À, đá vàng kia là bình thường. Ô, nó ra nè. Ô, mình ra được hộ phát rồi nè mọi người. Xôi, xịn. Ok, thế là mình đã gọi là ra được nha mọi người ơi. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ gọi là đi tìm cái chữ nhá.
À quên nữa, để mình được quay lại. À, đây, cái chữ nó sẽ ở bên khu vực này nha mọi người. Mọi người đi theo mình nhá. Đây, mọi người đi sang cho mình. Đấy. Đấy, chữ nó ở bên này nè mọi người. Đấy, bên cái hộp rương này nha mọi người. Mọi người chú ý kỹ nha mọi người ơi. Đó trời ơi, tự nhiên đang đi tìm gọi là tìm đá cho mọi người, tìm hố thạch cho mọi người. Đấy thì nó lại xuất hiện chữ mọi người. Ồ, ở bên khu vực này nó xuất hiện đá luôn nè. Ok, và đợi coi thêm cái chữ này là cái chữ gì đây. Rồi, mình đã tìm ra được một cái chữ gọi là chữ IU cái gì đấy. Ừ, mình không nhìn ra được các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tới chữ tiếp theo nha các bạn ơi. Rồi thì hiện tại bây giờ thì sau khi mọi người vô khu trung tâm nè, mọi người chuẩn bị bật chiếc xe cho mình lên cho mình nha. Đấy, mình sẽ bật chiếc xe lên. Đấy, mọi người sẽ đi sang ở bên cái sân gọi là sân đá banh các mọi người. Đấy, mình nghĩ là nhiều bạn đã biết sân đá banh ở bên khu trung tâm rồi đúng không nhỉ? Đấy. Ok, đây mình sẽ đi sang bên khu này nha mọi người, chạy sang bên đây. Để mình đi vòng ở đây nha mọi người ơi. Ok, sau khi đu bên đây mọi người sẽ đi xuống ở sâu sân đá banh nha các bạn. Mọi người sẽ phát hiện một cái cây. Một cái cây nó có gọi là một đây, hóa thạch đây, hóa thạch đây. Mọi người thấy chưa? Đấy, một hóa thạch quy quy nè, cái gì này mọi người? Đấy, mờ chứ gì nè. Ok. Bây giờ thì mình sẽ tới cái hóa thạch tiếp theo nha. Trời ơi. Rồi thì cái chữ tiếp theo thì ở trong khu bờ La Gia nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chạy sang ở bên khu vực gọi là Bono Bono nha mọi người. Đây, cái khu vực bên này nè mọi người ạ. Mọi người sẽ đi sang bên khu vực bên này nhá. Đấy, mọi người sẽ lên cái chỗ mà cái chỗ khu vực nào nhờ, khu vực bên này nè mọi người. Đấy, nó sẽ ở bên trong khu vực này nha mọi người ơi. Trong vùi trong cắt kỹ thế. À, ở đây. Trời ơi. Nó ngay cái chỗ này. Các bạn ạ. Trời ơi, đặt ngay trong góc này thì thật sự là lúc đầu mình đi ngang qua này, mình đi tìm, mình nhìn ở trên đây nè. Nhưng mà mình không, mình tự nhiên cái hiện cái nút này lên. Thật sự tự nhiên đâu, cái nút này đâu hiện lên. Ai ngờ có cái chữ hóa thạch ở dưới này. Trời ơi, game mà đặt cái chữ dưới này thì tìm mệt thật, tìm lú thật đi. Thôi mọi người ạ. Thôi, ok, bây giờ thì mình sẽ tới cái chữ tiếp theo nha các bạn ơi. Nãy giờ mình bao nhiêu tìm được bao nhiêu chữ rồi ta? Trời ơi, còn 2, 4, 6, 8, 9 chữ nữa thôi mọi người ơi. Ui dồi ôi. Thì cái chỗ tiếp theo này nó sẽ ở bên khu vực căm bên ở là khu vực khu trung tâm nha mọi người. Đấy, mọi người sẽ đi theo mình nha mọi người ơi. Đấy, mọi người sẽ chạy sang bên khu vực gọi là khu vực bét nha các bạn. Khu vực bét ở bên khu trung tâm nha các bạn ơi. Mình nghĩ ít bạn cũng đã biết cái khu vực này nha. Khu vực này nó chưa mở cửa nha mọi người. Nhưng mà nó chỗ đó nó có xuất hiện cái cục đá hoặc là hóa thạch các bạn ạ. Ok, mọi người sẽ đi theo mình nha. Rồi, à đây đây đây, trời ơi nó đây nè, trời nó ngay gần cái chiếc xe đạp nha các bạn ơi. Mọi người nhớ chú ý nhau này nha. Wow. Ok, thế là mình đã tìm được hóa theo rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tìm gọi là hóa thạch tiếp theo nha các bạn ơi. Ok mọi người, thì khu vực này thì nó sẽ gọi là ở trong cái con rắn này nè mọi người ạ. À. Nó không phải ở trong bụng rắn nha, nó ngay cái con, ngay cái răng của con rắn nè mọi người. Trời ơi, vãi. Mọi người á, à, đây, mọi người tới khu vực này mọi người sẽ nhảy lên cho mình. Đấy, mọi người thấy cái cục đá ở trên này không? Đây cục đá đây. Mọi người bấm nhảy lên cho mình nha mọi người. Mọi người nhảy lên, mọi người bấm vô lưu. Đấy, mọi người bấm vô lụm. Ơ, lụm. Ơ. Bấm nhanh lên. Rồi ok, thế mình đã tìm được cái chữ này rồi. Trời ơi, ông NPC, trời ơi, ông admin ông đặt cái quẻ hoa tạch ngay vô đó tìm mù mắt luôn mọi người, tìm lú luôn mọi người ơi. Rồi thì khu vực tiếp theo mọi người sẽ chạy lại cái chỗ mà cà phê Bono Bono nha các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ chạy lại cái chỗ này nhá. Đấy, không biết cái nhiều bạn cũng không biết cái phải Bono Bono chỗ nào. Đấy, nó sẽ ở bên trên. Nó ở bên trên này nha mọi người. Đấy, đây nha mọi người ơi. Trời ơi. Thì ngay khu vực này nha mọi người, nhớ lưu ý kỹ nè. Đâu ta? Chỗ này đã có một, mình nhớ là có một cái hóa thạch này các bạn. Đây, trời ơi, nó bỏ ngay cái chỗ này. Mọi người thấy không? Trời ơi, nó bỏ ngay cái chỗ này thì nó hơi lú mà với lại ban đêm nữa, bảo sao nhìn không ta. Ok, mọi người nhớ tìm kỹ nha mọi người, không thâu là lú giống mình đấy. Ok, thì sau khi mọi người vào khu vực này, mọi người sẽ xách chiếc xe cho lên. Đấy, mọi người chạy gọi là chạy sang khu vực bên này nha mọi người ơi. Đây, mọi người nhớ là khu vực bán nước ở bên này nha mọi người, nhớ nha mọi người. Không thâu là mọi người sẽ lộn quán đấy. Ừ. Ok. Đây thì cái hóa thạch này nó sẽ ở trên bàn nha mọi người ơi. Đây. Ờ đâu ta? Ở đây 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 đây. Ngay cái chỗ này nhau. Nhìn nè. Trời ơi, hóa thạch màu đen. Mình tưởng cái cục gì không á mọi người. Ok, còn cái bị này là gì? À cái này là cái bảng trợ tưởng gì. Ok, thế là mình đã tìm được cái hóa thạch tiếp theo rồi. Không biết còn bao nhiêu hóa thạch nữa. Mình còn 2 4 5 5 hóa thạch nữa thôi mọi người ơi. Trời ơi. Rồi ok thì ok, sau khi mọi người sẽ đi hang, mọi người sẽ xách cho mình chiếc xe mình chạy thẳng vô khu vực bệnh viện này cho mình nha mọi người. Đấy. Ờ thì ở trong khu vực bệnh viện này, bởi vì ông bác sĩ này ông sẽ ông để ăn cắp một cái gọi là viên hóa thạch các bạn, ông đem vô đây ông nghiên cứu mọi người. Đây ông bỏ đây nè mọi người ơi. Ok. Ờ bác sĩ ơi, cho tôi xin cái cục này nha mọi người. Rồi mình đã tìm được cái cục hóa thạch gọi là tiếp theo mọi người ơi. Ok trời ơi. Ok bây giờ mình sẽ tới cái cục gọi là hóa thạch tiếp theo nha mọi người. Ok. Thì khu vực tiếp theo mình sẽ đi vô khu nghỉ dưỡng cho mình nha các bạn ơi. Ok thì bây giờ thì mình sẽ gọi là đi sang ở khu vực này nha mọi người ơi. Mọi người nhớ chạy sang bên khu vực này nha. Ở bên khu vực này chúng ta sẽ phát hiện ra một cục đá, cục hóa thạch nha mọi người ơi. Đấy. Mọi người sẽ đi theo mình nha. Ok đi lên đây, đó lên đây. Rồi chúng ta sẽ đi bên này nha mọi người, nhớ đi ra sau khu vực này nha. Đó, bởi vì cục hóa thạch nó rất là bí ẩn các bạn ạ. Đâu ta?
mình nhớ đâu rồi đây nè. Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? À, trời ơi, cái cục khối thạch nào trong hùng rác đậu xanh tìm tới 5 tết. 5 tết em cũng ra. Bây giờ mình đã tìm ra rồi mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái cục khối thạch gọi là tiếp theo cho mọi người. Trời, mình đi tìm vài nó mới ra đây. Khu vực tiếp theo mọi người sẽ đi show khu vực khu cam bên cho mình nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tới cái cục tiếp theo nha mọi người. Thì cục tiếp theo nó sẽ ở trên ngay cái lều này. Mọi người đi lên trên lều này, mọi người nhảy xuống lều này nè. Đấy. Thì nó sẽ ở trong ngay góc lều này nha các bạn. Chỗ cái cục khối thạch này nó khốn nạn chưa. Nó vô trong cái góc này thì tìm mệt thấy bà luôn mọi người ạ. Ok, thế mình đã tìm được con mắt rồi. Rồi, bây giờ thì mình bao nhiêu con thạch nhờ? Mình còn 2 khối thạch nữa thôi mọi người ơi. Trời ơi, ok bây giờ mình sẽ đi tìm 2 khối thạch cuối cùng luôn nha các bạn ạ. Trời ơi, khó thật đấy. Ok bạn, và bây giờ thì cái gọi là cái viên tiếp theo. Trời ơi, công nhận là cái cục khối thạch tiếp theo của mình nó hơi mệt, hơi lú luôn mọi người ơi. Mọi người sẽ đi lại cái lên cái chỗ mà cái ông ghép nha các bạn ơi. Trời ơi, ở trong này chúng ta vẫn còn một cái khối thạch nữa nè mọi người ơi. Rồi đi vô trong này, đi vô trong này. Ok, thì sau khi mọi người vô trong đây, mọi người sẽ nhảy lên cái bàn gọi là hóa thạch đây. Mình sẽ phát hiện ra một gọi là đây mọi người thấy không? Đây, mọi người thấy cái cục này chưa? Mọi người lụm cho mình nha. Nhớ ngay chỗ bàn này nha mọi người. Mình nhìn mình còn lú mà. Thật sự đấy mọi người ơi. Rồi ok, thế mình đã tìm xong rồi. Bây giờ thì hiện tại là mình chỉ còn một cái cục cuối cùng nữa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tìm nốt luôn nha các bạn ơi. À, thì ra mày chọn cái chết. Ok mọi người ơi, mình đã phát hiện ra một cái vụ cuối cùng. Một cái vụ cuối cùng mình đã bắt đầu một tiếng đồng hồ mình tìm đó mọi người. Trời ơi, thì cái vụ cuối cùng mọi người đi vô trong cuộc trường hợp cho mình nha các bạn ơi. Khổ thật sự, khổ thật sự đây nhờ. Thiệt là cái tin nó đi mà. Ôi trời. Ok mọi người, và bây giờ thì mọi người sẽ đi tìm cái vụ cuối cùng ở trong trường hợp này nha. Ui bây giờ trường hợp nó ban đêm nó mới đeo. Mọi người đi vô khu vực trường học cho mình nha. Đây mọi người đi vô trong khu vực phòng mỹ thuật cho mình nha mọi người ơi. Đây ở đâu? Mọi người đi theo mình, mọi người cứ đi theo mình nha. Mình sẽ đi tìm mấy cái chữ nha các bạn ơi. Phòng nấu ăn nha mọi người ơi. Mình đi tìm nè. Nó có ra không? Đi tìm nó đâu rồi. Ô buổi sáng rồi nè. Ok. Phòng này có không? Không có, không phải. Lớp học nào đó ta? Lớp học nào đây? Mình sẽ đi tìm hết trường học mọi người, mình còn một cái nữa thôi. Phòng tin học, đúng rồi, phòng tin học. Không phải phòng đây, nhầm rồi mọi người, nhầm phòng trường ơi, nhầm rồi. Phòng tố học nha mọi người ơi, phòng tố học nha. Phòng tố học đúng không? Không phải phòng tố học luôn. Không phải phòng tố học luôn, phòng lát. Đây. Rồi đúng rồi mọi người, đây. Cục đá ngay chỗ này. Trời ơi, lấm. Ok, thế là mình đã tìm được cái cục cuối cùng rồi. Yes. Thế là mình đã tìm được gọi là cái cục cuối cùng rồi mọi người. Trời ơi, mình công nhận là tìm mệt thật đấy. Ok, thế là mình đã tìm được gọi là 26 cái chữ cái các bạn à. Công nhận là 26 cái chữ cái này là hơi bị đuối luôn nha mọi người. Trời ơi mọi người ơi. Rồi thì sau khi mà các bạn nhận xong hết tất cả 26 chữ cái của mình ấy, thì mọi người làm xong hết 26 chữ cái, mọi người bấm vào cái chỗ mà ở đây, bấm vào con khủng long này để nhận cái hộp quà nhá. Rồi, thế là mình đã nhận được một cái mũ Fedora nhà khảo học ấy, và trang phục nhà khảo học và giày nhà khảo học đấy. Trời ơi, ok. Và bây giờ thì đuối quá rồi các bạn ạ. Mọi người xem xong cái clip này mà không cho mình một nút like nữa thì sao nhờ, thì cũng khá là buồn nha mọi người ơi. Mọi người xem clip này mọi người nhớ cho mình một like nha, và nhớ đừng quên là bình luận phía dưới cho mình nha. Đấy, 3 bình luận may mắn, 4 bình luận luôn chứ, 4 bình luận may mắn mình sẽ tặng cho mọi người cái gói cuốc Saba Cham nha. Nhớ là bình luận tên với lại ID game nha mọi người. ID game thì ngay chỗ này nha mọi người ơi. Ok, thì còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người trong các clip tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh nha.